chào mọi người đã trở lại với kênh Cá Cảnh và chị miền Tây của mình. Bữa nay mình lại tiếp tục lên một số cá lóc giá rẻ. Trong quá trình quay mình sẽ đọc mã số và giá tiền của từng con. Anh em nào yêu thích con nào thì có thể chọn mua ủng hộ và nhắn tin qua số Zalo. Cá sẽ ship tới nhà cho anh em với phí ship là 30k. Bữa nay là ngày 23 tháng 1 nha. Mình đăng clip vào lúc hơn 9 giờ tối. Và ngày 24 chiều ngày 24 mình mới ship đi nha. Anh em nào ở gần sẽ nhận vào ngày 25 hoặc ngày 26. Anh em nào ở xa hơn thì nhận vào các ngày tiếp theo. Đối với một số cá nhỏ hơn 2 ngón thì vận chuyển xa cũng khá là dễ nha. Còn đối với cá lớn hơn 2 ngón thì anh em nào ở xa thì không nên chọn mua. Cái này shipper nó ship hơi chậm nha. Anh em nào đặt mua thì cũng thông cảm. Tại vì nhiều khi hàng nhiều nó ship không kịp. Bữa nay mình lên mã A, mã bắt đầu tiên là mã A1 giá 120k, con châu lai. Con này dáng ngắn rất là đẹp, anh em nào thích con dáng ngắn thì chọn mua con này. Con này giá 120k. Khá là rẻ luôn. Ở đây mình để nó gần cây sưởi. Anh em nào thích mấy con dáng ngắn này nuôi lớn lên thì nó dáng nó rất đẹp nha. Con này giá chỉ 120k. Size tầm một ngón mấy nha, cỡ ngón giữa á. Dáng ngắn nhìn rất đẹp luôn. Dáng ngắn nhiều khi lâu lâu mới có nha. Đầu nè, ngon lành. Mấy con này về chịu khó mình thúc tép nha. Mấy con này màu không có được nhiều, anh em về khỏi thúc màu. Anh em thúc tép cũng tự nó lên màu nè, khỏi thúc màu thêm. Kế tiếp là mã A2 giá 100k, cũng một con châu lai luôn. Con này size thì nó hơi nhỉnh hơn cái con A1 tí. Con này hai con nó kè tối ngày. Con này màu cũng khá ngầu nha. Con này mã A2 giá 100k. Con này size cũng hơn ngón nha. Ngon lành. Hôm nay mình quay cũng tầm 30 con. Kế tiếp là mã A3. Mã A3 giá 250k. Cũng một con châu lai luôn. Con này đầu to nha. Con này đầu to, anh em nào thích mấy con đầu to có hầu đẹp thì chọn mua con này. Đây con này mình vớt cho anh em xem. Con nào tựa tựa nhau mà sai cũng chạng chạng đồng nhau thì mình khỏi vớt nha. Con này thì khá đẹp, đầu to. Mấy con này vận chuyển xa thì đầu nó sẽ xẹp nha. Đây đầu nó chủ yếu là mỡ thôi. Đầu nó mềm lụn. Vận chuyển xa đầu nó móp lại, anh em về mình ngày đầu không cho ăn. Đây, cái hầu nó dưới nè, rất là đẹp. Có nhầm con có hầu nha, nhầm con cái hầu nó không có đẹp bằng. Mấy con mà hầu sệ sệ này nuôi lớn lên nhìn giống như mấy lực sĩ có cái ngực. Con này size cũng hơn 2 ngón nha. Giá 250k. Mấy con này cũng đang lên màu, mình về mình kích màu thêm. Con này mã A3 rất là đẹp. Tiếp theo là mã A4. Mã A4 giá 200k. Con hai tông. Đây con hai tông. Con này mắt nó màu cam. Còn cái con A3 thì mắt nó chắc là màu đỏ. Con này mắt màu cam. Con này phía sau cũng đang lên cam con lành. Con này vớt ra cho anh em xem. Đuôi con này cũng đang lên cam ngon lành nè. Màu cam. Con này mã A4 giá 200k.
thì size cũng hơn hai ngón luôn, một con hai tông. Con này hệ màu nhiều nha, nhiều chịu khó mình hút màu thêm. Có một số anh em hút màu mình hút nhiều quá là lên đỏ luôn cái đuôi nha, nó mắt cũng màu cam. Tiếp theo mình qua mã A5 giá 130k. Con này siêu nhỏ cũng siêu ngắn luôn. Con này size nhỏ hơn cái con A1 vậy nè. Cái dáng nó ngắn, đuôi nó cam luôn. Con này giá 130k, mã A5. Mình vớt cho anh em ước lượng. Đây con này được cái bộ đuôi lên cam luôn. Con này cỡ ngón cái á. Mấy con này nuôi hồ mini rất là đẹp nha. Con này đuôi lên cam à. Con này mã A5 giá 130k. Anh em nào thích mấy cái dáng ngắn mà size mini thì chọn một con này. Kế tiếp qua mã A6 giá 120k. Mã A6 này. A6 con này size hơi to hơn cái con A5 tí nha. Mã A6 giá 120k. Con này size cũng một ngón mấy luôn. Này chưa được hai ngón. Con này mã A6. Tiếp theo qua mã A7. Mã A7 giá 150k. Con này có máu campa nha. Mã A7 giá 150k. Này size cũng dưới hai ngón. Đây con này đuôi cũng đang lên cam, nó đẹp, khá đẹp. Đầu con này cũng khá tròn nha, trâu sáng. Con này mã A7. Tiếp theo mình qua mã A8 giá 200k. Đây mã A8 một con hai tông. Con này nó cũng tựa như con A4. Được cái con này nó có dáng ngắn. Con A4 thì nó hơi to hơn con này tí. Con này được cái dáng ngắn. Con này giá 200k. Tôi cũng đang lên cam luôn. Hầu tròn vo luôn. Clip mình quay cũng khá rõ nha, nhiều khi mới lên nó hơi mờ. Mình bật chế độ chất lượng cao thì nó sẽ rõ nét. Con này dáng ngắn nhìn cũng thấy nhỏ mà cũng được, cũng cỡ hai ngón để nó lùng. Này đuôi lên cam cũng khá đẹp luôn, mã A8 giá 200k. Theo mình qua mã A9 nha. Mã A9 giá 120k. Con là A9 đâu mất rồi. À, nó trốn trong cái sau lưng cái ống nước. Cá mới về mình không cho ăn vậy nè. Tốt nhất cái đáy hồ để trống, không gãi gì hết. Mà con này mã A9 giá 120k. Con này cũng dáng ngắn, có hầu luôn, khá đẹp luôn.
rồi xay dưới hai ngón. Này giá 120k kỳ dễ lắm. Tiếp theo mình qua mã A10 giá 150k. Còn A10 size hơi hơi chọi hơn mấy con kia tí. Con này size cũng tầm 2 ngón. Mã A10 giá 150k. Đây con A10 đó. Size cũng trên 2 ngón. Kỳ cờ đẹp. Hầu sệ luôn. Giá 150k. Tiếp theo là mã A11 giá 250k. Mã A11 giá 250k. Mã A11 con này đầu siêu to luôn. Anh em nào thích mấy con đầu khủng thì chọn mua con này. Này đầu nó đẹp, vừa to mà vừa tròn. Size con này cỡ tầm 2 ngón. Cái con tay lại nó hơn 2 ngón tí. Lưu ý mấy con đầu to này vận chuyển xa đầu nó xịp nha. Vì mình chịu khó làm cho nó dạng dạng nha. Mình cho ăn từ từ nó hồi phục trở lại bình thường hết nha. Anh em khỏi sợ nó bị xịp luôn, không có xịp luôn nha. Trừ khi mình về mình để thiếu oxy hoặc mình làm nó nhát. Nó nhát là nó xịp hơi lâu. Thế từ từ nó ăn nó dạng nó lên lại hết. Kế tiếp là mã A12. Mã A12 giá 150k. Con này size hơi nhỏ hơn tí mà cái đầu cũng khá to luôn. Mã A12 giá 150k. Đây con này con Thái Châu này. Con này nó không có màu, nó hệ xanh nhiều. Anh em nào thích màu xanh thì chọn mua con này đi. Này đầu cũng trong bóng luôn, mềm chụm. Đi ăn cục rau câu. Con này về mình khỏi cần kích màu nha, cứ cho ăn thức ăn hoặc tép sâu dế gì cũng được. Con này nuôi rất là dễ. Kế tiếp là mã A13 giá 200k. Tới đây hết chiên vô được rồi. Mình phải dưới vô bắt cho anh em. Con này giá 200k, con này con hai tông. Con này khá rẻ luôn, anh em nào chưa có hai tông nên chọn mua. Con này mã A13. Phía sau lên màu cam sẵn luôn. Thì mình hút màu đỏ lại gai thôi nha. Con này bộ đuôi rất là đẹp. Con này size cũng hơn 2 ngón rồi, ngon lành rồi. Kỳ cờ cao rồi.
đứng giúp luôn. Con này bán A13. Anh em nào mua hụt clip này thì mình hẹn clip tới nha. A13. Buổi tối mình chốt cá tới tầm 11 giờ đêm thôi. Anh em nào chốt trễ thì nhắn tin, nhắn tin để đó qua qua hôm sau mình chốt tiếp. Kế tiếp mình qua mã A14 nha. Cái này mấy con cầm phải F2. Đây cầm phải F2 mình nuôi thử phong xanh cho anh em xem. Phong xanh thì một số con nó cái trâu nó mờ nha, nó không có sáng bằng lắm. Con này giá 90k, con cầm phải F2 xe nhí. Mấy con này nuôi khó lên đầu nha. Mấy con này mình nuôi phong xanh mình nuôi thời gian lâu nữa là nó y ghen mấy con thái trâu. Con này giá 90k, con này cũng đầu cũng có lý nhẹ yeah. Anh em nào chưa có thì mình chọn mua cũng được. Tiếp theo mã A15, một con trâu lai. Mấy con trâu lai thì đầu nó lên dễ, con này giá 200k. Bởi mấy con này nuôi phong xanh nó lên đẹp. Con này đầu khá to luôn. Con này mã A15 giá 200k, con trâu lai. Tiếp theo qua mã A16, một con 5F2 giá 100k, con này giá 100k. Con này để nước hơi nhiều bắt nó khó. Con này có màu, con này có lên màu đỏ đỏ. Rồi bữa nay bắt cá nó không dính tầng. Đổ bớt nước. Con này giá 100k. Con này lên cũng lên đỏ. Con này mã A16. Kế tiếp qua mã A17. Con này giá 100k, mã A17, một con cầm 2F2 luôn. Đây con này có lý, con này đầu chớm nè. Con này đuôi nữa nó có màu nha. Đầu con này chớm ngon lành nè, con này giá 100k. Tiếp qua mã A18 giá 120k. Mã A18 một con trâu lai. Mấy con
mấy con này thì nó dễ lên đầu, anh em nào muốn dễ lên đầu chọn mua mấy con này đi. Con này size tầm ngón mấy, có cũng có hầu khá đẹp, đuôi cũng có màu luôn. Này bắt hơi mảnh, nó bị gắt đuôi, gắt đuôi trên tí. Này anh em về nuôi bữa hai bữa tự nó liền đấy. Con này mã A18 giá 120k. Tiếp theo mình qua mã A19, một con cam pha F2 nhí, con mấy con này chưa lên đầu. Đây con này dáng cũng khá đẹp luôn, anh em nào có chỗ phơm nhiều thì mình chọn mua. Đầu cũng có lý nè. Mấy con này về nuôi cho ra hồ sáng tí nha. Nuôi hồ tối quá cái trâu từ từ nó lặn mất. Con này mã 19. Tiếp theo mã A20. A20 giá cũng 100k. Bữa nay hình như giá cá cũng trăm mấy rồi, anh em cứ nghĩ mua. Con này size hơn ngón nha, hơn ngón cái luôn. Con này mã A20 giá 100k. Tiếp theo mã A21 nè. A21 giá 100k. Đây con mã A21 xài cũng hơn con cái luôn. Con này bắt cho anh em xem luôn đi. Con này tính thổi bắt mà thấy nó cũng hơi to to. Đây con này mã A21 giá 100k. Còn mấy con mà nó không bạc. Tiếp theo mã A22 giá 280k. A22 con này một con hai tông nha nè. Con này mã A22 giá 280k. Con này size tầm hai ngón mấy á. Con này hai ngón mấy, con này rất là đẹp nha. Con này giá 280k. Con này vừa trâu vừa màu luôn, màu lên cũng khá tốt, size cũng hơi chọi chọi hơn mấy con kia hết nha. Anh em nào không dám tiền thì mình chọn mua con này đi, con này hay không mấy luôn, đầu đẹp nha. Mã A22 giá 280k. Đây con này nó ở hồ phun xanh này. Kế tiếp là mã A23. Mã A23 giá 250k. Con này dáng ngắn luôn. Con này dáng ngắn. 23 giá 250k. Dáng ngắn đẹp luôn.
đuôi lên cam luôn. Con này nhìn nó rất đẹp nha. Con này mã A23, tiếp theo mã A24 giá 250k. Con này đầu khủng luôn. Con này size chọi chọi đầu to luôn. Anh em nào thích mấy con đầu to chọn mua con này. Con này giá 250k. Anh em nào xem ban đêm thì canh clip thì mình có thể săn được mấy con cá đẹp này nha. Giá 250k. Trâu từ đầu đến đuôi luôn. Con này nó chỉ đỏ được cái khúc dưới đây thôi nha. Anh em về mình khỏi cần kích màu thêm. Cái việc cho anh tép đi. Cho lên cái đầu to hơn thôi. Con này thì đầu khỏi chê. Con này size cũng hai ngón mấy à. Con này mã A24 giá 250k. Tiếp theo mình qua mã A25. Mã A25 giá 140k. Con này một con thái châu. Đây, con thái châu. Mấy con này anh em khỏi cần kích màu, khỏi tốn tiền mua thức ăn kích màu. Có gì cho ăn ấy cũng được. Con này dễ, đầu nó cũng dễ lên đó. Giờ chủ yếu cho nó dạng dạng với hồ, quen với làm quen với hồ mới là được rồi. Mà nuôi cái la hán tốt nhất hơn có cây sưởi ấm nha. Tiếp theo mã A26 giá 120k. A26 một con F2 nha. Con này giá 120k. Mã A26 này đầu bị chớm rồi. Con này con cá phải F2 nha. Con này mặt mày sáng sủa. Rồi tiếp theo mình qua mã A27. Đây mã A27 này, con này này chắc hơi khó kìa. A27 giá 100k. Con này size cỡ hơn ngón cái nha nè. Con này size hơn ngón cái. Con này mình quay trong hồ nha. Con này cái ngăn này nhỏ khó bắt ra học cái giật vô được. Con này size hơn ngón cái tí. Hơn ngón cái. Cái ngăn này có chút xíu à. Nó lại chạy vô cái máy lọc cái này vô phương. Nói chung mình bây giờ ở đây cũng còn mấy con mà nhưng mà nó không có cũng chăm sóc ngon lành mình ấy. Chưa có gì, chưa có biểu hiện gì được nên không có quay thôi. Nói chung mỗi lần lên clip cũng phải lựa con cá coi nhìn có lý mình mới đăng lên chứ. Rồi anh em xem clip cũng phải chọn lại thêm một lần nữa. Mấy con này chưa có lý mình đăng lên mất công. Để vài bữa đi. Vài bữa con nào có lý mình đăng lên. Con này mã A28 giá 100k. Con này mã A28 con này cũng F2 nha. Mấy con này thì cờ nó cao nhìn đẹp lắm. Trâu nó. Mấy con này anh em mua thức ăn kích trâu rồi mình kích thêm đi. Mấy con này mình nuôi mình kỹ, nuôi không khéo nó từ từ nó tuột hết. Nuôi thái châu thì nó ở vị trí đó thì nó không có tuột nhiều. Tiếp theo mã A29. A29 giá 100k. Con này size nó cỡ tầm ngón cái, con này con nhỏ hơn con A28 tí, được cái bụi châu nó sáng.
mấy con này ngày nào mình cũng có một một cử tép đều đều hết. Bữa nào thiếu tép thì phải giảm thêm thức ăn. Con này mã A29 nha. Và cuối cùng là mã A30. Mã A30 giá 100k. Mã A30. Con A30 nó đang lên màu nha. Vì mình giảm mồi thêm. Mua thức ăn kích màu giảm thêm. Tôm trộn hay là tim bò gì. Hoặc anh em mua mấy cái màu gì mình tự trộn cũng được. Con này cũng khá đẹp nè. Con này size tầm ngón cái. Con này mã A30. Mấy con này chưa bằng đâu. Mấy con này chưa bằng thì. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn. Anh em nào chốt một clip này thì mình hẹn clip tới.